Livestream giữa đêm khuya, cả nhà ơi, cả nhà ơi. Bánh phồng tôm của cô Yến á, mẹ Liên đặt để nghe đêm về Mỹ. Cả nhà ơi, cả nhà ơi. À, đi ra cũng có một ngôi nhà tím vào rồi, đó là anh Vũ. Còn thức hả con? Buồn ngủ quá rồi. À, chị Lâm Thu Thủy, mình về vẫn còn bán. À, Vivian Quỳnh, cảm ơn nhiều. À, Trương Nữ, trời bắn tim quá trời, những tim mà tim đập rung rung. Ngọc Lan, cảm ơn Ngọc Lan. À, các em nào ở khách sạn là còn thức phải không? Để chờ chị Huyền livestream phải không? Đáng lẽ livestream nãy giờ trước nửa tiếng rồi mà không biết sao xe của mẹ Liên với Cẩm Tú về trễ quá. Ngọc Quyền phải ôm một đống hoa và một đống quà, nhưng mà không được vô nhà, phải đứng trước cửa nhà luôn, cởi giày luôn, nằm ngủ tại trước cửa nhà luôn. Chào cả nhà nha. À, chào Tuấn Anh Lê, chào Út Nhớ của chị Huyền. Chào Diệu Phước, tức là Mỹ Xuyên của chị Huyền. Chào Mỹ Liên của chị Huyền. Mấy đứa thức hết đó hả? Chào Bích Liễu của chị Huyền. Chào Ngọc Luyến, chào Ngọc Lan. Mắt chị Huyền mở hết lên rồi đó, nhưng mà thôi ráng livestream nha. Để cảm ơn quà và hoa thân yêu của nhà tím và khán giả nè, đặc biệt là cái bánh này nè. Các khán giả thấy tuyệt vời không? Rồi bé Hà Tiên được hoa của cô Dung tặng nữa nè. Đó. Cô Dung tặng nữa nè. Trời ơi, quà quá trời. Còn chó này là chắc tặng cho Hà Tiên hoặc Hà Nam đây. Mà trời ơi, nó đẹp quá trời đẹp luôn. Hà Tiên. Trời ơi, Hà Nam thích con chó này lắm. Hồi nãy leo lên trên xe đi về nhà là ôm con chó này ngủ nè. Cả nhà ơi, cảm ơn cả nhà nhiều nha. Trời ơi, hoa đẹp quá. Ngọc Huyền cho quý vị ngắm hoa nha. Dạ. Thương tặng chị yêu nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền TTNVV. Trời ơi, hoa đẹp quá. Rồi, cái hoa này nó rớt rồi nè. Trời ơi, ngắm hoa mà thương yêu Kim Ngân nè, đêm nhà thành công mãi yêu chị em Ngọc Lan. Trời ơi, cái hoa hồng này nó đẹp quá, kim tiền nè, quà nè, gấu nè. Cảm ơn chị Linh với My nè, bông lan đẹp quá trời đẹp nè. Cảm ơn chị Lâm Thu Thủy nè, hoa tươi Ngọc Lương, cảm ơn nhiều, hoa lan đẹp quá đi. Trời ơi, chị Lâm Thu Thủy có tặng hoa cho anh Nguyễn Đức nữa, anh Kim Tử Long nữa, và bông của anh Long đem về rồi mà nhiều cũng nhiều lắm. Còn hoa của anh Nguyễn Đức thì anh Đức, chị Thủy không tặng được cho anh Đức, nên anh Nguyễn Đức ơi, chị Thủy nhờ em chụp hình rồi giao lại cho anh đó. Đợi hoa này, nhiều hoa này, đây nữa nè, còn quà đây nữa nè. Rồi Thủy Lan ở xa, tôi gửi lên rồi. Ờ, chị biết rồi, chị biết chứ Thủy Lan đâu có đi hôm nay. Rồi, rồi các em quay giùm chị coi. Em chào chị Thúy Đoàn, chào Xíu Mại, Happy Birthday Show. Cảm ơn Xíu Mại, hôm nay Xíu Mại bận phải không? Cô không thấy Xíu Mại đi. Nhưng mà thôi, biết mọi người đang rất là thương yêu Ngọc Huyền, cho nên là những ngày cuối năm tề tụ như vậy là đông đủ lắm rồi. Cảm ơn Trương Nữ. Con gần 5-6 giờ sáng mới ngủ, nhưng không ngờ cô like cho nên vô xem. Ồ vậy hả? Chào Trương Nữ. Trời, chào Kim Ngân nè, quà của Kim Ngân nè, bông nè, đang để ghế bên cô nè, bên chị nè. Chị Lâm Thu Thủy bắn tim quá trời, em gái nhận không hết luôn. Đủ sớm cho khỏe nhé, chị làm gì ngủ sớm được. Ngọc Lan, chào Hồng Nhung của chị Huyền luôn nè. Nguyễn Vũ, Ngọc Luyến, hồi 23 vừa rồi thì livestream với lại khán giả ở Hà Nội của mình ha, cô Cá Tôm, Thanh Hương Hoa ha, và gia đình ha.
20 năm từ lúc biết cô rồi. Cảm ơn Thùy Linh nhiều. Nguyễn Ngọc Hằng, hello Nguyễn Ngọc Hằng. Trời ơi, chị Thúy Đoàn về tới nhà là an toàn, em mừng rồi, cảm ơn chị nha. Đi xem show với tụi em rồi còn buổi đời ăn ở cháo trắng hàng xanh nữa. Chị ngủ sớm đi nha chị, mai còn dậy sớm nữa không, mai chị được ngủ trễ. Bích Liễu ơi, livestream cho mọi người vui tí xíu. Võ Hà My nè, em cẩn thận nha, nhớ uống thuốc nhiều vô không thôi bệnh nha. Hồi sáng đó, Ngọc Huyền còn khỏe lắm, biết trưa trưa sao cậu trời trở gió là muốn bệnh á. Nhưng mà may mắn cái Phật trời tổ nghiệp thương cũng lướt qua được, hát xong show. Hôm nay xem show vui không cả nhà? Chị Lâm Thu Thủy nói coi show vui quá trời vui. Em cảm ơn chị Lâm Thu Thủy cùng hai những người thân của chị, gia đình chị Thu Thủy như là anh chị nha. Hát một câu vọng cổ nghe đi chị. Tại sao Đỗ Hiếu không đi xem chị hát và bắt chị hát nữa? Hồi nhỏ con mê cô với chú Kim Tử Long. Cảm ơn Thùy Linh, Đa Như Phạm, chúc mẹ Ngọc Huyền, cảm ơn nhiều. Bước sang năm mới nhé, cảm ơn Đa Như Phan. Thương chị quá, giọng bị khàn đi rồi. Hôm nay show vui không Mỹ Xuyên? Chị đang ở nhà của chị không bị cả, mới vừa hát show xong tại phòng Trà Quy đêm nhạc Ngọc Huyền Kim Tử Long, khách mời đặc biệt anh Nguyễn Đức, và đặc biệt hơn nữa đó là bé Hà Tiên, con gái của Ngọc Huyền. Rồi có đâu có ai mà livestream giữa đêm khuya giống như tôi không, chỉ có mình tôi thôi, và tôi biết cả nhà Tím nhớ tôi cho nên livestream vậy đó. Miễn ngồi nhà Tím mà được xem là tôi vui rồi. Thương quá đi, thương quá đi. Vui lắm chị ơi, hay quá chị ơi. Rồi đài Diamond Ruby, em chào chị. Quá vui luôn chị ơi. Cảm ơn Mỹ Xuyên. Vui quá luôn cô ơi, cảm ơn Thúy Loan nha. Cảm ơn Kim Ngân, dạ vui ạ. À. Vui vui quá chị ơi, Thủy Lê cũng nói vui. Quá tuyệt vời luôn chị, trời ơi, nghe mà sung sướng. Rồi Diamond Ruby nói chúc mừng chị nha Đỗ Hiếu, coi chị nhiều quá rồi nhưng chưa nghe chị trên live. À tôi nói đó là đi coi live show kìa Đỗ Hiếu ơi. Chứ thì mới vừa hát live show xong nè Đỗ Hiếu, hát mini live show thôi ở tại phòng Trà Quy, đêm nhạc Kim Tử Long Ngọc Huyền. Lại nhớ người yêu. Chị Huyền có ở Việt Nam ăn Tết không? Không có. Ngày mai chị Huyền bay qua Đài Loan rồi đưa cả nhà về Mỹ để cho Hà Nam và Hà Tiên học. Có thể là chị Ngọc Huyền sẽ bay trở ngược về lại Việt Nam 2-3 ngày gì đó để làm hoàn tất mấy cái hệ lụy công việc mà phải giải quyết. Xong rồi sau đó bay về Mỹ ngày 8 Tây tháng 1. Không ăn Tết Tây ở Việt Nam và cũng không ăn Tết ta Việt Nam, phải bay về Mỹ show và những công việc. Nhưng mà nhớ ngôi nhà Tím lắm, cho nên là phải livestream cho nhà, ngôi nhà Tím nha. Thấy nè, cảm ơn chị Lâm Châu Thủy, một ngày không quên, vui quá, show diễn trên cả tuyệt vời. Em cảm ơn chị Lâm Châu Thủy. Cảm ơn chị Thúy Đoàn, cảm ơn em nè, đã cho một đêm nhạc thật hạnh phúc, một bữa ăn cháo thật là ngon. Đúng rồi, cháo trắng hàng xanh Lâm Thu Thủy là đệ nhất cháo trắng đó nha chị Thúy Đoàn ơi. Lê Pham, em chưa ngủ chờ chị livestream đó. Trời ơi, Lê Pham dễ thương quá. Hôm nay rất vui được gặp chị trước khi chị về. Trước khi em về Úc. Đúng rồi, chị cảm ơn Lê Pham, thương Lê Pham quá à. Nói là qua đây coi live show nè, mà live show lớn không được nên coi live show nhỏ thôi cũng được ha. Xuân Nguyễn đang xem hả? À, quán quá đã xong chưa? À không phải, không lại Xuân Nguyễn khác chứ không phải Xuân của bên anh Long. Sorry. Vì anh Lê, em ao ước được gặp chị gọi tên. À cảm ơn Văn bé Lê chứ quên. Thương cô quá bay suốt luôn, nhớ Ngọc Luyến rồi. Thúy Loan nói cô yêu hát tuyệt vời trên cả tuyệt vời luôn á. Mọi người thích là được rồi. Thương bé Hà Tiên hát hay lắm. Đúng rồi, bé cố gắng ha Mỹ Xuyên ha.
không được hát show lớn của mẹ thì hát show nhỏ của mẹ, bé cũng vui. À, mắt mở hết lên rồi, đúng rồi đó. Vậy thì ráng mở mắt bự lên. À, anh Vũ nói mẹ về bình an giữ gìn sức khỏe nhé, con cũng vậy nha. À, dạy học vui, mọi việc bình an anh Vũ nha. Thế tài singer lâu lắm rồi, sao chị Huyền không sắp xếp ở Việt Nam ăn Tết cho vui vậy chị Huyền? À, tại chị Huyền bị những cái show diễn liên tục ở bên đó với gia đình của chị Huyền ở bển, cho nên chị Huyền về đây là tại vì yêu nghề, rồi yêu quê hương, về thăm mọi người rồi hát cho fan của chị Huyền nghe thôi. Chứ ngôi nhà của chị Huyền vẫn ở bên Mỹ là chánh, cho nên đâu có thể mà bỏ cả gia đình đi ăn Tết Việt Nam nữa. Ngoại trừ là có những cái show lớn, bỏ gia đình đi 2 tháng để chuẩn bị cho live show rồi. Đó, cho nên là bây giờ phải trở về lại Mỹ. Cảm ơn Văn Bé Lê nha. Ngọc Huyền ơi, em đẹp và thật là dễ thương. Và cả Hà Tiên nữa, em cảm ơn chị Thúy Đoàn. Rất là vui, được quen với chị cũng khá lâu trên Facebook rồi, nhưng mà hôm nay mới gặp chị ngoài đời, em vui lắm. Em cảm ơn chị Thúy Đoàn rất là nhiều. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã mua vé xem live show bự của Ngọc Huyền. Yêu đời yêu người nhưng mà không thực hiện được, phải trả vé cho tất cả quý vị. Cho nên Ngọc Huyền tổ chức lại một cái show nhỏ, mà không phải do Ngọc Huyền tổ chức mà do phòng trà Quy. Một cái phòng trà cũng là một người em thân thiết của Ngọc Huyền, ông chủ phòng trà Huy, phòng trà Quy tổ chức để cho Ngọc Huyền có một cái đêm tri ân với những người thân, những bạn bè. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Trí Bình Lương, mẹ chồng của chị rất khỏe, mẹ chồng của chị đang ở bên Mỹ. Rồi còn gì nữa không nè? Nè, đứa nào cầm cho chị Huyền đi, để chị Huyền lại. Bây giờ dậy được chưa? Bây giờ không? Ủa gì hả? Bay qua chị lại. Chắc của bố đó mẹ. Tụi con nó uống luôn. Rồi em lấy bánh nè. Đầu tiên thì Ngọc Huyền cảm ơn những người đồng hành cùng với Ngọc Huyền trong live show bự yêu đời yêu người, nhưng mà live show bự là không được, cho nên giờ làm live show nhỏ. Nhưng cũng xin chân thành cảm ơn, đó là toàn bộ ekip nghệ sĩ đã giúp cho Ngọc Huyền trong cái live show chưa được thực hiện được và đang còn nợ ân tình của tất cả quý vị, cô chú, anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp trong chương trình live show lớn đó chưa thực hiện được, cho nên còn nợ rất là nhiều, từ tiền bạc cho đến ân tình. Cho nên là Ngọc Huyền xin hẹn lại tới năm 2019 chúng ta sẽ tìm những cái cơ hội mới để mà thực hiện những cái hoài bão của tất cả quý vị dành tặng cho Ngọc Huyền ha. Điều thứ hai là Ngọc Huyền xin cảm ơn toàn bộ ekip thực hiện chương trình live show bự, bắt các anh chị đã phải thay đổi liên tục 3 sân khấu từ Hòa Bình, Lan Anh cho tới Thủ Đô, nhưng cuối cùng thì vẫn không có ngày để mà thực hiện cái chương trình này. Xin thành thật xin lỗi rất là nhiều đã làm mất thời gian và công sức mọi người. Rồi cái điều thứ ba nữa đó là xin thành thật tri ân cũng như cáo lỗi cùng tất cả quý vị khán giả, cũng như Ngọc Huyền đã thông báo qua báo chí và trong những cái buổi livestream đó là vì không có rạp cho nên live show đã muốn rạp rồi chứ không phải là không có rạp, đã muốn điều 3 rạp rồi đó, nhưng mà cuối cùng thì có những cái trục trặc về ngày giờ, cho nên là cuối cùng là bị 3 rạp đó cancel. Đó là rạp Hòa Bình, rạp Lan Anh và luôn cả rạp Thủ Đô. Cho nên là chắc là phải đợi một cái dịp khác. Cho nên thành thật cáo lỗi của quý vị đã trả vé, và đến giờ này chúng tôi đã trả vé xong hơn 1 tỷ đồng Việt Nam, và chúng tôi đã hoàn tất lại hoàn toàn bộ cho quý khán giả rồi. Và xin chân thành cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn bỏ thời gian đi mua những tấm vé và bỏ thời gian đi những tấm vé lại, thì Ngọc Huyền cũng rất là hạnh phúc vì chứng tỏ được, tuy rằng live show Ngọc Huyền không thực hiện được, nhưng mà chứng tỏ được một cái điều là tình yêu của khán giả dành cho Ngọc Huyền nói riêng và dành cho sân khấu, đặc biệt là sân khấu cải lương nói chung, rất là nồng ấm. Cho nên xin chân thành cảm ơn rất là nhiều.
Và Ngọc Huyền cũng xin cảm ơn những nhà đồng hành tài trợ. Biết là Ngọc Huyền lỗ rất nhiều, đã bỏ ra là live show đó dự tính làm là 3 tỷ đồng thì chúng tôi đã bỏ ra gần phân nửa rồi. Là biết Ngọc Huyền bị gọi là mất trắng, tại vì trả lại tiền vé cho quý vị 1 tỷ mấy là mất trắng 1 tỷ mấy đó quý vị, tại vì tất cả Ngọc Huyền đã bỏ vào đầu tư cho những cái chương trình của live show ha. Nhưng mà thôi thì không sao, mất tiền nhưng mà chứng minh được một cái điều là tình yêu thương của quý khán giả dành tặng cho Ngọc Huyền còn rất nhiều. Đối với cái tình hình kinh tế hiện nay có rất là nhiều show cũng rất là rầm rộ, nhưng mà đều phải tặng vé, và có khi tặng vé khán giả cũng hời hợt không đi xem, bởi vì tình hình chung nào là chúng ta có những cái chương trình game show, các chương trình show của đài truyền hình quá hay, hoặc là rất là nhiều cái giải trí khác, phải không? Nhưng mà đặc biệt với cái show live show của Ngọc Huyền dự định vào ngày 23 tháng 12 vừa qua mà không thành đó, thì lại được khán giả mua vé rất là đông. Tới lúc mà Ngọc Huyền nhận được tin là rạp lấy lại và đi kiếm một cái rạp khác là rạp Thủ Đô nữa, đã ký hợp đồng luôn rồi quý vị, mà cuối cùng là chúng tôi vẫn phải hoàn tiền lại, vì rạp Thủ Đô cũng nói rằng là chương trình live show của tôi quá mi mô, không thể nào vào trong rạp Thủ Đô được, sợ về phòng cháy chữa cháy, cũng giống như là các báo chí và anh Kim Tử Long có thông tin qua. Cái điều mà chúng tôi trả vé, chúng tôi đau lòng không phải vì tiền mất, mà là vì công sức của cả hơn 100 người, từ kỹ thuật, nhân viên âm thanh, ánh sáng cho tới nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, vân vân, tác giả đã bỏ công sức vào trong này. Điều đó là cái điều làm chúng tôi đau buồn nhất. Và một cái điều đau buồn thứ hai nữa là đã cất công khán giả trân quý tình yêu dành cho Ngọc Huyền cũng như sân khấu cải lương, đã bỏ thời gian đi mua những tấm vé. Là có nhiều lúc mà Ngọc Huyền thấy trời như đông như đổ vậy đó, mà quý vị vẫn chạy đến nhà hàng Quá Đã, rồi chạy tới làng Nướng Nam Bộ, chạy tới quán Mr. Hi để mua những chiếc vé ủng hộ live show Ngọc Huyền, trong khi có những show free cho vé mà lại không có khán giả đến xem. Thì điều đó là quá trân trọng tình yêu của khán giả đã dành cho Ngọc Huyền và dành cho show cải lương như thế nào. Cảm ơn rất rất là nhiều, trân trọng. Và chính vì tình yêu thương đó, Ngọc Huyền đã vượt qua được cú sốc vừa rồi, tỉnh táo hơn, nhận định được những gì mình cần làm ở phía trước để đáp lại tình thương yêu của quý khán giả, đáp lại tình thương yêu của các bậc trưởng thượng, các cô chú anh chị em trong nghề. Và cái điều cao quý hơn nữa là để đáp lại tình yêu thương của tổ nghiệp đã dành tặng cho tiếng hát này, cho gương mặt này, đã qua bao nhiêu năm, 35 năm trên sân khấu rồi nhưng mà vẫn được khán giả thương yêu và tin tưởng. Cho nên chính vì cái điều đó, Ngọc Huyền sẽ không gục ngã sau cú sốc vừa rồi, và Ngọc Huyền sẽ cố gắng để dành tiền tiếp và cố gắng sẽ thực hiện tất cả những cái chương trình nghệ thuật của mình để hầu đáp lại tình tri ân của quý khán giả. Không bằng cách này thì cũng sẽ bằng cách khác, không bằng trên phương tiện live show to thì Ngọc Huyền sẽ làm live show nhỏ, và không làm live show nhỏ thì Ngọc Huyền cũng sẽ làm từ những cái MV, những cái DVD, hoặc là như thế nào để cái tình yêu thương của khán giả dành tặng Ngọc Huyền đáp lại, đáp tạ lại. Cũng giống như trong cái Tân Cổ Dơ Duyên mà Ngọc Huyền đã viết ra là: tôi diễn người xem, tôi hát người cảm xúc, cảm xúc người cho tôi xin trao lại cho người. Đó là cái điều mà tâm huyết của Ngọc Huyền. Như trong đêm nhạc Kim Tử Long Ngọc Huyền thì Ngọc Huyền có viết một cái đoạn cho bé Hà Tiên hát như vậy: tiếng nước Nam muôn đời mẹ hiền ru, thở con dại khờ, ngày nay con lớn khôn nên người, đem lời ca đáp tình yêu thương, đem lời ca đáp tình quê hương. Và Ngọc Huyền đáp lại con cũng với đoạn điệp phi dân điệp khúc, câu chầu nó như vậy: hãy cất lên cung đàn hò sự sang, hãy cất lên cung đàn hò sự sang, hiến dâng cho đời nghiệp cầm ca, cải lương tương truyền
muôn đời sau đáp tình tri ân, đem lời ca đáp tình tri ân. Đó, đại khái như vậy. Cho nên là khi mà mình nói là mình đem lời ca tiếng hát mình đáp lại tình thương yêu của đời, của người, của nghề dành tặng cho mình, thì mình không thể gục ngã, và mình phải lúc nào cũng phấn chấn. Bởi vì một con đường đi lúc nào nó cũng phải có gặp gờn sóng gió, thì sẽ rèn luyện con người mình vững chãi hơn. Và khi con người mình vững chãi hơn thì mình sẽ có những tuyệt tác phẩm hay hơn nữa góp nhặt lại để mà dâng tặng cho đời. Đó là Ngọc Huyền muốn chia sẻ với tất cả quý vị. Và chỉ còn vài ngày nữa thì bước sang ngưỡng cửa năm mới 2019. Đầu tiên Ngọc Huyền xin kính chúc tất cả các bậc trưởng thượng, cô chú anh chị em trong nghề luôn được nhiều sức khỏe, trí tuệ sáng suốt, tâm từ bi lan tỏa và gửi đến tất cả quý vị khán giả những tuyệt tác phẩm của chính mình, của cho nghề và cho đời, cho người. Còn riêng dành tặng cho tất cả những người thân yêu của Ngọc Huyền lời chúc nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình và mọi sở nguyện được thành đạt như ý. Và sau cùng thì kính chúc tất cả quý vị khán giả, các fans, đặc biệt là ngôi nhà tiếng của chị Ngọc Huyền, và tất cả quý vị khán giả nào quan tâm, dù là ghét hay là thương, mà có dịp xem cái đoạn clip này của Ngọc Huyền giữa đêm khuya sau đêm nhạc Kim Tử Long và Ngọc Huyền với chủ đề Lại Nhớ Người Yêu vào ngày 29 tháng 12 tại phòng Trà Quy, thì xin kính chúc tất cả quý vị được nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe trong cuộc sống, và đặc biệt là xin hãy nở trên môi một nụ cười, trao cho nhau tình yêu thương chân thật, nhất định là chúng ta sẽ gặt hái được mọi thành công trong cuộc sống, trong tương lai, và đặc biệt là năm 2019 này. Tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê Việt. Xin chân thành cảm ơn. Quay đi em, quay một vòng hết các quà tặng rồi. Đẹp không? Cái này của FC đàn ngôi nhà tím để dành tặng cho Ngọc Huyền. Còn quà đây là nhiều quà lắm. Ngọc Huyền xin phép Ngọc Huyền mở quà và chụp hình sau nha. Bây giờ buồn ngủ quá rồi, đi ngủ đây cả nhà ơi. Rung vô hoa nào đẹp nhất cái rồi mình đang. Rồi là rung vô đây nè.